Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-899-2000. Thẩm mỹ viện đẹp lầu 2 trong khu trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-799-5000. Nhà thuốc Tây Procare Pharmacy 714-899-1111. Từ Westminster, Như Hiền và Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng, và chào những quý vị đang qua chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Và nhiệt độ ngày hôm nay trời rất là nắng ấm đẹp, thưa quý vị. Và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 68 độ, ấm hơn so với ngày hôm qua rất nhiều. Và nhiệt độ thấp nhất là 54 độ. Và ngày mai thì nhiệt độ sẽ thấp xuống, cuối tuần này nhiệt độ rất là ấm và nắng đẹp lên tới 82 độ ngày Chủ nhật lận, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, khí hậu thời tiết chúng ta càng ngày càng có nhiều dấu hiệu thay đổi. Và sáng nay, một trong những cái tin tức đánh đi từ cục nhận điều tra và có thể là thăm dò khí hậu toàn cầu thì cho thấy có thể trái đất chúng ta đã có những sự thay đổi. Như hiện theo dõi tất cả những sự kiện quan trọng liên quan đến với độ nóng của trái đất thì cho thấy có những hiện tượng như thế nào? Thưa quý vị, tại Bắc Cực được gọi là ngôi nhà hầm của ngày tận thế vì thời tiết nóng lên rất là nhanh và nóng lên rất là nhiều hơn bất kỳ nào các những nơi ở trên trái đất này. Và tại cái thành phố gọi là Longyearbyen tại Na Uy thì Bắc Nhất đã từ 8 dặm tới Bắc Cực thì được gọi nơi đây là những cây trồng và những cái đây là một thảm họa của toàn cầu vì Longyearbyen đang nóng lên nhanh hơi bất cứ những nơi nào khác. Và một nhà nghiên cứu của Na Uy cho biết sự nóng lên của Bắc Cực, nhiệt độ ấm hơn làm giảm băng tuyết và khiến ánh mặt trời bị phản xạ ở hơn và hấp thụ rất là nhiều năng lượng mặt trời nhiều hơn. Vì vậy, kho tiền được gọi là chính sách bảo hiểm đã chống lại thảm họa sự biến đổi khí hậu đang bị đe dọa ở trên toàn cầu. Và đây là một trong những vấn đề khẩn cấp và tất cả toàn cầu đang bàn về vấn đề này. Kính thưa quý vị, khí hậu mà chúng ta phải đối đầu, một trong những sự thay đổi thời tiết, thay đổi tất cả những cái vấn đề gọi là nhiệt độ tăng lên. Và từ đó tất cả những thiên tai tiếp tục diễn ra hàng ngày một ở trên trái đất này. Và một trong những sự kiện người ta quan tâm đến đó là vấn đề khí hậu thay đổi ở trên toàn thế giới. Liệu chúng ta có những biện pháp gì để ngăn cản một cái sự đổ vỡ của hành tinh này trong tương lai hay là không? Đến bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi qua ly cà phê sáng và khởi đi bằng một trong những cái sự kiện mà mấy ngày nay chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề Do Thái với Hamas. Chắc quý vị biết Do Thái là một trong những quốc gia có vỏn vẹn một mình nằm ngay thủ đô Tel Aviv, nhưng bây giờ thì dời về Jerusalem và đang đối diện với tất cả những sự kiện mà gọi là phiến quân du kích Hamas luôn luôn rình rập. Và trong 5 năm qua thì chưa có một cái biến động nào có thể dao động tình hình an ninh ở tại Israel. Nhưng tất cả những ngày trước đây thì kính thưa quý vị, liên tục đến bây giờ thì có tới gần 60 trái hỏa tiễn đã rơi vào đám đông quần chúng đang tụ tập ở tại thành phố Tel Aviv. Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đã cho biết đất nước của ông đang chuẩn bị làm nhiều việc hơn sau khi cái mục tiêu của Hamas ở dãy Gaza đã gửi đến Israel gần trên 60 hỏa tiễn. Dân quân ở Gaza đã bắn hơn 60 quả rocket vào Israel trong tuần này. Lực lượng phòng thủ của Israel đã đáp trả bằng hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu ở Gaza. Đó là một sự leo thang mạnh mẽ nhất trong bạo lực ở Israel kể từ 5 năm nay. Và kính thưa quý vị, đến tối hôm qua, mọi thứ dường như đã có phần dịu xuống, ít nhất là tạm thời. Một quan chức cấp cao của Hamas đã nói với CNN rằng Hamas muốn bảo đảm một sự thỏa thuận ngưng bắn dài hạn cho dãy cao nguyên Gaza và với hy vọng giảm bớt sự phong tỏa của Israel. Điều này hạn chế vấn đề nghiêm ngặt việc Gaza di chuyển vào và ra khỏi bãi dải bờ biển này, cũng như tất cả vấn đề kiểm soát sự xâm nhập của tất cả các hàng hóa vào dải Gaza. Chắc quý vị đã biết Palestine là một trong những người dân hiện nay họ vẫn
chưa có tổ quốc và họ vẫn chưa có một thành hình một cái quốc gia của họ sau khi vào năm 1948 những người Do Thái trở lại và lập nên quốc gia Do Thái. Đến bây giờ thì có thể nói vấn đề Hamas và vấn đề Do Thái là cả một trong những sự kiện điên đầu đối với tất cả các chính trị gia trên thế giới. Liệu chúng ta làm sao cho tình hình khỏi trở nên xung đột và gay cấn ở tại Israel khi mà trong vòng 2 tuần lễ nữa một cuộc bầu cử sẽ được diễn ra và liệu số phận của ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu được quyết định như thế nào? Đó là vấn đề Do Thái. Bây giờ thì chắc lẽ Như Hiền đã theo dõi trong những ngày vừa qua về vấn đề chiếc 737 MAX 3, MAX 8 và ngày hôm qua thêm một cái sự kiện diễn ra ở Florida. Như Hiền theo dõi như thế nào thưa Như Hiền? Thưa quý vị, một chiếc máy bay Boeing 737 vào ngày hôm qua MAX A đã là phải hạ khẩn cấp từ đang trên đường đi tới Orlando đến California nơi cất giữ những chiếc máy bay này. Và chiếc rất là may mắn, trên chiếc máy bay 737 này không có một hành khách nào hết, chỉ có phi công mà thôi, vì phi công lái chiếc máy bay này đi đến California là nơi, đây là cái chiếc máy bay của Southwest như quý vị cũng đã thấy, nơi để mà review hoặc maintenance của chiếc máy bay này. Và sau không rõ việc hạ cánh như thế nào mà cho biết rằng là có sự bộ phận hư hỏng tại về bộ máy chứ không liên quan tới cái vấn đề gọi là software MCAS mà xảy ra với hai chiếc máy bay tại Lion Air và Ethiopian vào mùa trước. Và hiện tại mấy cây 737 MAX 8 này sẽ hạ cánh vô thời hạn để được điều tra. Vào đầu tháng 4 này thì chiếc máy, một bộ phận software MCAS như đã nói như tuần trước là sẽ được release. Cái fix là những sửa đổi của chiếc MCAS này sẽ được điều hành và sẽ được đưa vô 737 này để mà được sửa chữa. Kính thưa quý vị, đó là 737 MAX 8 đang gặp những cái, có thể nói là những khó khăn vào cái thời điểm bây giờ. Boeing liệu phải đương đầu với tất cả những cái sự cạnh tranh của Airbus như thế nào? Yeah. Tất cả các luận dư luận ở từ khắp nơi trên thế giới nói về tất cả những sự cố đã đưa đến tất cả một cái tai nạn thảm khốc. Trên 300 hành khách đã bị chết vào hai tai nạn ở tại Lion Air cũng giống như Ethiopian Airlines. Chúng ta chờ xem vấn đề giải quyết của Ethiopian Airlines cũng giống như Lion Airlines với MAX 8737 như thế nào. Đến bây giờ thì chắc là quý vị cùng với chúng tôi trở lại Chicago. Chắc quý vị biết thành phố Chicago là một trong những cái thành phố mà có thể nói có nhiều biến động và có nhiều tất cả những cái sự gọi là tội phạm hình sự xảy ra liên tục. Đến bây giờ thì một trong những người nổi tiếng có tên là Rishi Smollett với một cái vụ án truy tố của anh ta như thế nào thưa Như Việt? Thưa quý vị, như mà cách đây vài tuần trước Nhi còn có nói về vụ án của Jesse Smollett, một diễn nam diễn viên tại Chicago. Anh ta đã tố cáo là bị assaulted bởi những người, nhưng mà cái vụ này là do anh ta xếp đặt. Thì ngày hôm qua theo cho biết đã bị hủy bỏ và hồ sơ của anh ta không bị xóa sạch và luật sư không phải bị đề án nữa. Anh ta được gọi là vô tội và thẩm phán đã đưa ra một động thái để niêm phong vụ. CBS Chicago đã đưa ra niềm tin này và văn phòng luật sư của bang Cook County gọi đây là sự phát triển của một quyết định chính đáng và giải quyết phù hợp cho trường hợp này. Và anh ta đã được nhận, không được nhận tội với những cái tội danh đó là quấy rối trật tự vì bị báo cáo buộc nói dối với cảnh sát, và anh ta đã được coi như là vô tội và được thả ra. Và luật sư của Smollett cho nói rằng là họ đã tuyên bố vào ngày thứ ba hôm nay tất cả các cáo buộc hình sự đối với Jesse Smollett sẽ bị hủy bỏ và hồ sơ của anh ta sẽ bị xóa sạch khỏi việc nộp đơn khiếu nại bi thảm, và cũng chưa cho biết rằng Jesse đã bị tấn công bởi hai người mà anh ta không thể xác định vào ngày 29 tháng 1 và anh ta là nạn nhân bị phỉ báng xuất hiện với tư cách thủ phạm do những nhận xét sai lệch không phù hợp đã đưa ra trong công chúng và gây ra sự vội vàng không phù hợp để phán xét điều này. Và Jesse và nhiều người khác cũng đã bị tổn thương bởi hành động này, nhưng mà sau khi vụ án đã được đưa ra thì họ cho biết rằng là Jesse đã set up, tức có nghĩa là làm dàn dựng những vụ việc này, nhưng mà hiện tại anh ta đang bị vô tội và chưa có giải thích rõ hơn. Kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện mà chúng ta nhìn về tất cả những người người làm Mỹ gốc châu Phi ở tại Chicago. Mà Chicago, chắc quý vị có điều kiện đến, là một trong những thành phố có thể nói có những sân sinh hoạt rất là sôi nổi ở đó. Một số lớn những người Mỹ gốc châu Phi trú đóng ở tại Chicago và một trong những thành phố cũng gọi là một trong những thành phố thường diễn ra tội phạm rất nhiều. Bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại New York.
tại sao chúng tôi lại lựa chọn New York sáng nay thì chắc là quý vị đã biết là dĩ nhiên hôm nay thì còn 2 ngày tới chúng ta mới có điều kiện gặp bác sĩ Michael Đào và toán gọi là y tế của ông. Tuy nhiên, một trong những sự kiện mà người ta nói đến, kính thưa quý vị, đó là tiểu bang New York đã đưa ra một cái tình trạng khẩn cấp. Lần này thì tình trạng khẩn cấp về vấn đề y tế, kính thưa quý vị, đó là bệnh sởi. Các quan chức y tế tại Rockland County của New York đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch sởi đang diễn ra. Quận đang cấm trẻ em chưa được tiêm chủng dưới 18 tuổi đi ra ngoài trong thời nơi công cộng trong vòng 30 ngày. Ngày trước thì có một vài điều kiện để có một vài gia đình họ không để cho con em họ đi chích ngừa bệnh sởi. Nhưng bây giờ thì nếu em nào dưới 18 tuổi mà không chích ngừa bệnh sởi thì không được đi ra ở trong cái công chúng cộng đồng trong vòng 30 ngày. Đã có 153 trường hợp xác nhận của bệnh sởi ở Rockland County, nằm ở khoảng 40 dặm về phía bắc của thành phố New York. Phần lớn các trường hợp là trẻ em, hầu hết là những số họ chưa được tiêm chủng ngừa bệnh sởi. Chúng tôi nói về thành phố New York để chúng ta bắt đầu quan tâm đến cái tình trạng bệnh sởi có thể lan truyền, và có thể nói rằng California chúng ta cũng là một điểm đến của bệnh sởi trong tương lai. Bởi thế chúng ta cần quan tâm vấn đề này rất nhiều. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.